Chuyển sang những thông tin về dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, bản tin lúc 6 giờ sáng nay của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó 6 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ. Việt Nam hiện có 983 bệnh nhân, trong đó có 467 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 24 bệnh nhân tử vong. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Khánh Hòa triển khai kế hoạch kinh tế xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là chịu sự tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thành phố Nha Trang, trung tâm phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh Khánh Hòa, 7 tháng qua thu nội địa chỉ khoảng 920 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch năm, giảm 53,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.640 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm và tương đương 54% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Dự kiến thu ngân sách 5 tháng cuối năm của thành phố ước chỉ khoảng gần 3.080 tỷ đồng, đạt 53% dự toán và bằng 60% so với cùng kỳ. Cái việc là chúng ta thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh cho các doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư cũng như đảm bảo an toàn trong thời gian đại dịch Covid, thì thành phố cũng cân nhắc rất thận trọng khi mà thực hiện các biện pháp chế tài, nhất là cái việc là cấm các hoạt động kinh doanh. Cho nên đến giờ này thì thành phố chỉ tuyên truyền nhắc nhở bà con thực hiện tốt các giải pháp, đồng thời phải đảm bảo tốt nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tỉnh cũng kịp thời ban hành các kế hoạch và nhiều văn bản triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Tăng cường đẩy mạnh cái đầu tư công, giải ngân đầu tư công để mà đảm bảo cái chỉ số tăng trưởng kinh tế và đồng thời cũng đưa các công trình đầu tư công sớm đi vào để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Du lịch cũng đang chuẩn bị cái kịch bản tiếp theo và đề xuất những cái chính sách để hỗ trợ cho cái ngành du lịch. Tính đến sáng nay 18 tháng 8, Khánh Hòa có 12 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có một ca lây nhiễm cộng đồng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhanh chóng nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh trên toàn tỉnh. Nhưng các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế vẫn được duy trì trong trạng thái cảnh giác cao với dịch bệnh.